Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Unfor365. Phía trước mặt các bạn đây đang là chiếc Ford Ranger White chắc thế hệ mới hoàn toàn 2022. Đây là màu chủ đạo của dòng Ranger. Thì Ranger White chắc từ xưa đến giờ các bạn biết là phiên bản được mua nhiều nhất và cái màu định dạng cho Ranger White chắc đó là màu vàng. Tuy nhiên ở năm 2022-2023 này thì Ford cung cấp ra thị trường Việt Nam chúng ta thêm một phiên bản nữa. Đó là như chiếc Everest phía bên kia, Everest Sport, đó là màu đỏ kem cho phiên bản Ranger. Thì đây là hai màu có cái giá thành cao hơn các màu còn lại. Cùng xem là Ranger White chắc nó sẽ có những cái tính năng nào hấp dẫn và đáng tiền ở trên một chiếc xe thế hệ mới này nhé.